Đây, đây là Nguyễn Văn Tiến, tên bây giờ là Nguyễn Thị Tiên, người mà mẹ hay gọi là con dâu đó mẹ. Cái gì? Bây giờ tôi đặt cược với anh luôn, chỉ cần anh nhìn thấy giấy khai sinh của Nguyễn Thị Tiên, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh luôn. Ronan, vô phòng bà nội đi con. Con. Mẹ. Ronan, vô phòng bà nội chơi đi con. Còn cô nữa. Cô gì đây làm cái gì? Mặt mũi gì đây làm gì? Anh, em thật sự rất là nhớ Ronan. Em rất hối hận với những gì mà mình đã làm. Hối hận? Cô nói cô nhớ Ronan mà cô không biết nhục hả? Từ ngày mà cô sanh nó ra, cô có bao giờ cô giờ mặt nó chưa? Hay là cô mua cho nó một ly sữa là một cái bánh hay cái gì chưa? Chính tôi với mẹ tôi chăm sóc nó đây nè. Bây giờ nó quay về cô nhớ nó, muốn quay về với tôi hả? Vũ, con đừng có nóng quá. Mẹ hiểu được cảm xúc của con. Phúc ơi, Phúc, Phúc, em đừng có đi mà đường Phúc. Đừng bỏ anh với bỏ con được không em? Con nó còn nhỏ lắm, còn chưa dứt sữa mẹ nên em bỏ nó tội nghiệp lắm. Thương con đi em, giờ em không thương anh cũng được, em phải thương con đi em. Dạ anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Ở nhà chỉ biết chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa. Tôi thật sự rất là hối hận vì đã quen anh và sinh con cho anh. Tôi phải đi. Anh biết mà, em cho anh thời gian thay đổi đi. Anh hứa là anh sẽ cố gắng. Mà con của mình nó còn nhỏ lắm em, thương con đi em. Cổ đã bỏ nó đi khi nó chưa dứt sữa, là chính cổ từ bỏ thiên chức làm mẹ, đâu phải là tại con. Nhưng mà bây giờ Phúc nó nghĩ lại rồi. Nếu mà được thì anh với em quay lại với nhau được không? Tôi hiểu rồi. Tôi với cô không thể nào quay lại được hết, vì tôi đã có vợ sắp cưới rồi, đó là Tiên, mẹ cũng đã biết. Còn nghĩa vụ của cô là mẹ thì cô vẫn đến đây thăm con bình thường, còn quay lại á thì chúng ta không bao giờ. Mẹ thấy vậy, con với Tiên sống chung với nhau mấy năm nay cũng chưa có con có cái. Lần này Phúc này lại là mẹ ruột của Ronan, thì mẹ nghĩ nếu được con nên suy nghĩ lại. Con với Tiên á chưa có dự định có con. Với lại mấy năm nay á Tiên chăm sóc Ronan rất là chu đáo, rất là yêu thương Ronan, mà Ronan cũng rất là quấn bé Tiên nữa, làm sao con bỏ cổ được. Con chào mẹ, anh em mới về. À, con mới về. Mẹ, con đi vô. À. Đó, mẹ thấy chưa? Tự nhiên cô tới đây làm gì? Để gia đình con tự nhiên không khí nặng nề vậy. Thôi mà, thôi được rồi Phúc, hãy con về đi, hôm khác con tới nghe, thăm bé Nam nghe. Dạ, vậy con xin phép. Ừ. Xin chào má. Xin chào. Tiếc quá, hôm nay con tới thăm Ronan mà nó không có nhà rồi. Ronan nó mới đi chơi bé Tiên rồi. Bé Tiên? Ừ. Mẹ, từ nay về sau đó con nên ít lui tới đây đi. Mẹ sẽ thu xếp cho con, cuối tuần con sẽ đưa Ronan đi chơi, rồi hai mẹ con muốn đi chơi đâu cũng được. Mẹ không muốn làm cho thằng Vũ nó khó xử nha. Thông cảm cho mẹ đi. Mẹ có biết Nguyễn Văn Tiến không? Nguyễn Văn Tiến? Không. Là ai? Để con cho mẹ xem. Đây, đây là Nguyễn Văn Tiến, tên bây giờ là Nguyễn Thị Tiên, người mà mẹ hay gọi là con dâu đó mẹ. Cái gì? Dạo này có vẻ xinh gái quá ta. Thôi quỷ ghẹ hoài. Nghĩ tới cũng buồn á. Sao vậy? Tốt nghiệp rồi, sắp xa bà rồi.
Thì mình còn gặp lại ngoài đời mà, chứ không lẽ tự nhiên tốt nghiệp xong cái không nghĩ chơi nhau luôn à? Ờ thế. À mà ba có dự định gì không? Dự định của tôi hả? Ừ. Cũng thấy tôi sao? Da dáng hoa hậu không? Trời ơi, vừa đét đó nha. Làm con gái sướng nha. Vậy là bà tính làm hoa hậu à? Ừ, ước mơ của tôi chính là hoa hậu. Còn ông sao? Ông gì đây? À bà xin lỗi ôi xin lỗi ha. Bà sao? Tôi hả? Chắc tốt nghiệp xong tôi đi nước ngoài quá. Đi nước ngoài? Ừ. Rồi tính làm gì? Tôi đi ra qua bển để thực hiện ước mơ của tôi. Ước mơ của bà là gì? Thôi không nói đâu, mắc cỡ lắm. Chuyện nào tôi về tôi gặp lại bà đi rồi kể. Trời ơi, bây giờ bí mật. À mà bà với cái ông gì đó sao rồi? À anh Vũ hả? Thì tụi tôi vẫn ấm áp mặn nồng với nhau. Chưa cho coi gặp mặt lần nào luôn á. Đây để cho coi nè. Đó, đẹp trai không? Mục đích con muốn về đây là bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình này. Tất cả mọi việc con làm đều vì mẹ, đều vì gia đình này hết. Cô ăn nói cho đàng hoàng nha, đừng có nói phong long, nói cũng phải có bằng chứng. Vậy tôi hỏi anh, có bao giờ anh thấy được giấy khai sinh của Nguyễn Thị Tiên chưa? Ủa, tôi yêu vợ tôi chỉ biết cổ thôi, không còn giấy khai sinh để làm gì hết á. Bây giờ tôi đặt cược với anh luôn, chỉ cần anh nhìn thấy giấy khai sinh của Nguyễn Thị Tiên, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh luôn. Tiến, tao chúc mừng mày vì đã đạt được ước mơ của mình. Bây giờ mày đã sống thật với con người mình rồi đó. Bà may mắn quá à. Cảm ơn bà. Nói chung là không biết tốt nghiệp rồi khi nào mình mới gặp lại. Ừ. Tôi chúc bà sớm làm hoa hậu ha. Rồi bà với anh Vũ hạnh phúc nha. Cảm ơn bà. Tôi cũng chúc bà đạt được ước mơ của mình nha. Ừ. Chị em tốt. Mãi mãi là chị em tốt. Mày chúc tao với anh Vũ được sống hạnh phúc. Bây giờ tao xin mày làm ơn trả anh Vũ, trả con lại cho tao, trả sự trọn vẹn lại cho tao. Tao xin mày đó mà Tiến. Vũ ơi, mày nghĩ là bây giờ cũng vẫn chưa quá muộn đâu. Con suy nghĩ lại đi. Trung, không bao giờ là quá muộn. Con đã quyết định rồi. Không bao giờ là quá muộn khi con nhận ra là con vẫn yêu Tiên. Con nhìn thấy được tấm lòng tình thương của một người mẹ trong con người của cổ.
con biết sự thật như thế nào mà con chấp nhận con người cổ.